6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris, 3 giờ đến 10 chiều, còn Metabania, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thánh Pháp Abhidhamma, chương 8, Thoát yếu dương trợ. Acharya Sangaha, bài 67, phần 2, định lý y tư sinh. Patichasa Mupada, Hòa Thượng Tuệ Siêu biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tâm nghiệp thành lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh được toàn minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Thầy Giả. Để chúng con xin thành kính cung thỉnh thần tọa giác đẳng từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Thầy Giả. Xin thỉnh đại đức tự tri đọc kinh lễ bát thọ bảo. Thượng tọa Hòa Thượng Giác Đẳng như không có mặt ở trước máy. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cung, chánh biến tri minh hạnh túc, thiền thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Đà, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thức thiệt hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng. Ký giả thường chứng chức tâm định lễ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm 48 vị. Các ngài xứng đáng được tôn trọng, cung kính, kính lễ, cúng dường, chắp tay làm phương tiện vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Người muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu biết. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì, dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ, phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sinh. Sư tu lần thay chúng con thành kính lạy và tri ân và thường giác đẳng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương 8 thoát yếu dương trợ, Acharya Sangaha, phần 2 định lý y tư sinh. Patichasa là đất nước vô tổng quan. Trong Thánh Pháp Tạng, bộ phân tích, Vipanga trình bày phần phân tích duyên khởi. Pachayaka Ravipanga như sau. Ở đấy, do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có lục nhập, do duyên lục nhập có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thụ, do duyên thụ có hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh có già chết, sầu bi khổ u não, hoặc u minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc dương thọ, hỏi dương ái, ái dương hữu,
Hồ duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ vui não. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ này. Pachaya kara, điều kiện trở nên chính là Pachichasa mukpada, tương sinh hay liên quan tương sinh. Có nghĩa là do nương vào nhau mà sanh khởi. Pháp này làm duyên cho pháp kia. Pháp kia có mặt do liên quan pháp này. Và duyên sinh năng trợ sanh sở theo công thức duyên hệ. Atthanana yena. Mặc dù chỉ trình bày nguyên nhân và hậu quả mà không đề cập nhân trợ quả bằng cách nào, chỉ lý giải thôi. Phần 2. Định lý y tương sinh. Patichasamuppanana yu. 1. Kapachaya sankara sampavanti. Do duyên vô minh có hành hay vô minh duyên hành. Lý giải, vô minh là không hiểu pháp đáng hiểu, không biết điều đáng biết, là sự ngu si mê muội. Vô minh chính là si, tâm trở si, moha citta sika, tương ưng với tâm bước thiền, usala citta. Vô minh là si, là không nhận thức được đặc tính bản thể của pháp hữu vi vô thường khổ vô ngã. Không biết khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và đạo lộ đến diệt khổ. Hành sankara do vô minh trợ là nghiệp hành sankara. Hành vi xấu hay tốt, bị si mê không biết nhân quả, chúng sanh tạo ra những nghiệp bất thiện, thực hiện thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Đây gọi là vô minh trợ cho phi phúc hành. Áp minh nhà phi sankara. Phi phúc hành là tu bất thiện. Usala chatana. Vì mê muội không biết luân hồi là khổ, nên chúng sanh mong ước được sanh cõi vui, trời, người, hoặc thích có danh lợi, làm phước bố thí, trì giới, tu chứng thiện sắc giới. Đây gọi là vô minh trợ phúc hành. Phúc hành là tu thiện dục giới. Kamacha Vara Kusala Etana là tu thiện sắc giới. Rupa Vachara Kusala Chetana vì mê muội khao khát cõi phạm thiên vô sắc, nên có người tu chứng thiện vô sắc giới. Đây gọi là vô minh trợ bất động hành. Anen cha phi sankara bất động hành là tư thiện vô giới. Arupa vachara kusala chetana xét về cách vô minh duyên hành theo duyên hệ. Patthana pachaya vô minh duyên phi phúc hành. Si tâm sở đồng sanh với tư tâm sở, trong cùng sát na tâm bất thiện thì si trợ tư bằng nhân duyên, hộ tương duyên, tương ưng duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Vô minh là si trong sát na động lực bất thiện kế trước, và hành là tư trong sát na động lực bất thiện kế sau, thì si trợ tư bằng vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô gián duyên, ly khứ duyên và trùng dụng duyên. Vô minh là si trong tâm bất thiện sanh lúc trước, làm đối tượng cho hành là tư, hợp tâm bất thiện sau đó sinh khởi, thì si trợ tư bằng cảnh duyên và trưởng duyên. Vô minh tìm miên. Avicca nusaya được xem là duyên nghiệp lành. Khamma sankara do đó vô minh là si trợ cho phi phúc hành là tư bất thiện bằng thường cận y duyên. Nói tổng quát thì vô minh trợ phi phúc hành bằng 16 duyên. Vô minh duyên phúc hành. Vô minh là si pháp bất thiện không thể đồng sanh
tương ưng với từ thiện Kusala Chetana. Như cái có hai trường hợp vô minh, duyên phúc hạnh. Vô minh triền miên khiến chúng sanh chìm trong bóng tối mà tạo nghiệp hành. Trong đó có phúc hạnh là tư thiện dục giới và tư thiện sắc giới. Trường hợp này vô minh trợ phúc hạnh bằng thường cần y duyên. Vô minh là si trong tâm bất thiện sanh lúc trước, có thể làm cản cho tư thiện dục giới sanh khởi. Trường hợp này vô minh duyên phúc hạnh dục giới bằng cảnh duyên. Tóm lại, vô minh duyên phúc hạnh chỉ bằng hai duyên là cảnh duyên và thường cần y duyên. Vô minh duyên bất động hành. Tìm miên trợ tư thiện vô sắc giới chỉ bằng một cách thường cần y duyên. Sankara Pachaya Vinyanang Samphapati. Do duyên hành có thức hay hành duyên thức. Lý giải lại hành. Sankara là nghiệp, Kamma tức là tâm sở tư, Chetana phối hợp trong tâm bất thiện và tâm hiệp thế. Tư Chetana là nghiệp, như Phật ngôn dạy Chetana hàm vị cấp về cầm măng và đạp nghĩ, nghĩa là này các tỳ kheo, ta nói tư là nghiệp. Thức minh nhà ná cho duyên hành, thức ấy là quả thức. Vipaka minh nhà ná hay là thức quẩn, quả hiệp thế. Lokiya Vipaka minh nhà ná gồm 32 thức tâm. Thực ra nghiệp quá khứ hành tạo ra danh quẩn quả, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn cùng tạo ra sắc nghiệp. Kamma Saputta Nanu Narupa He Kamma Charupa He Katata Rupa. Như trong bộ Patthana đã nói Kusala Kusalang Kamnang Vipakanang Kanthanang Katata Charupa Nang Kamma Pachaye Napachayo, mà nghiệp thiện và bất thiện trở tạo các danh quẩn quả và các sắc nghiệp bằng cách nghiệp duyên. Tuy vậy, trong y tu sinh chỉ nói là hành duyên thức, nghiệp trở tạo thức quẩn quả. Vì sao không nói hành duyên danh quẩn quả và sắc nghiệp, trong khi ở thời điểm tái tục danh quẩn quả và sắc nghiệp cũng đã có mặt? Vấn đề này được Ngài Nanda Malafin Phạm Sát Sayadò giải thích. Vấn đề thứ nhất, mặc dù bốn danh uẩn luôn đồng sanh và tương ưng với nhau, nhưng chỉ nói hành duyên thức, bởi vì nêu phần chính yếu tức là tâm quả. Vipaka Chitta, tâm có chức năng dẫn đầu tâm sở. Phân phàn gần Adasam Chittam, tâm sở chỉ là thuộc tánh của tâm, phù hòa với tâm. Các tâm sở có thể phối hợp với tâm bất thiện và tâm thiện, không riêng tâm quả. Nên khi nói nghiệp hành, tạo quả, thì chỉ cần nói hành duyên thức quẩn là đủ. Vấn đề thứ hai, mặc dù nghiệp có thể tạo sắc, nhưng sắc nghiệp không là quả. Vipaka không đồng hành chất danh pháp Nama với nghiệp. Nên khi nói nghiệp hành, tạo quả thức, thì chỉ nói hành duyên thức, danh mà không nói duyên sắc. Nói về hành duyên thức, có bốn trường hợp. Phi phúc hành, Apunya Phi Sang Khara, duyên thức quả bất thiện, Akusala Vipaka Vinyana, tức là 12 tư bất thiện, Akusala Chetana, trời sanh bảy tâm quả bất thiện, Akusala Vipaka Chitta. Trong bảy tâm quả ấy, có một tâm quan sát, Santirana Chitta, làm thức tái sanh cõi bất hạnh, ngoại trừ tâm quan sát quả bất thiện do tâm si phóng dật tạo ra. Thời bình nhật thì sanh khởi đủ bảy thức quả bất thiện. Phúc hành dục giới, Kamma Vacchara Punya
Phiền sằng ca ra. Duyên thức quả thiện dục giới. Khăm mà và cha đá cú sa lạ. Vi bà ca huỳnh nhà nạ. Tức tám tư thiện. Cú sa lạ. Chê ta nà. Dục giới trợ sanh 16 tâm quả. Là 8 quả thiện vô nhân. Cú sa lạ vi bà ca. Hề tu ca chích tá. Và 8 đại quả. Má hà vi bà ca chích tá. Trong đó có 9 tâm quả. Là thức tái sanh cõi vui dục giới. Đó là một tâm quan sát quả thiền thọ xã và 8 tâm đại quả. Trong thời Bình Nhật sanh khởi đủ 16 thức quả thiền. Phúc hành sắc giới. Và Pachara Punya Vipsankara. Duyên thức quả sắc giới. Rupa Pachara Vipaka Vinyana. Thức 5 tư thiền. Usala Chetana. Sắc giới trời xanh 5 tâm quả sắc giới. Rupa Vachana Vipaka Chitta. Tâm quả bậc thiền nào sẽ là thức tục sinh hùng phần tử cho cõi sắc bậc thiền ấy. Bất động hành. Anencha Vipsankara. Duyên thức quả vô sắc giới. Arupa Vachara Vipaka Vinh Nhà Nát. Tức 4 tâm tư thiện. Tức 4 tư thiện. Usala Chetana. Vô sắc giới trở sanh 4 tâm quả vô sắc giới. Arupa Vachana Vipaka Chitta. 4 tâm quả vô sắc làm thức tục sinh hù phần tự cho cõi vô sắc. Tâm nào cõi ấy? Sắc theo duyên hệ. Vatthana Vachaya. Thì hành duyên thức, nghiệp hành trợ cho quả thức bằng hai duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. Nói thêm, sự tục sinh cõi vô tưởng, asanya satta, cõi vô tưởng hay nhất quần hộ, ekavo kara vava, là cõi mà chúng sanh ở đó chỉ có sắc uẩn, không có danh uẩn, nên ở thời điểm tục sinh chỉ có hiện khởi bọn sắc nghiệp, mạng quyền, do nghiệp hành sắc giới ngũ thiền gọi tạo ra, gọi là hành sắc. Quỳnh nhà nạ, tắt cho già, nạ mà rù phăng, xâm pháp. Do duyên thức có danh sắc, hay thức duyên danh sắc. Lý giải, thức, quỳnh nhà nạ, đây là thức quận quả. Thế bà các quỳnh nhà, nắc hành thạ. Nghiệp hành trời xanh 32 quả thức, trong đó có 19 tâm quả làm việc tái tục. Khởi đầu một kiếp sống mới, gọi là kiếp sanh thức. Pati sanh thi vinh nhà nát. Danh sắc do thức làm duyên, danh nam á. Đây là thọ uẩn, tường uẩn và hành uẩn, tức 35 tâm sở đồng sanh. Tức thức quận quả trong một sát na. Sắc đu bá, đây là 18 sắc nghiệp, gồm sắc nghiệp tứ đại và sắc nghiệp y sinh. Thức quận quả cõi ngũ uẩn mới trợ danh sắc. Thức quận quả cõi tứ uẩn chỉ duyên sanh thôi. Thức quận quả dục giới có 23 tâm quả, trợ sanh là 33 tâm sở, trừ giới phần và vô lượng phần. Trợ sắc là 18 sắc nghiệp tái tục và bình nhập. Thức uẩn quả, sắc giới, có 5 thứ tâm quả. Trợ sanh là 35 tâm sở. Trừ giới phần, trợ sắc là 13 sắc nghiệp tái tục và bình nhập. Trừ tỷ, thiệt tu và 2 sắc giới tính. Thức uẩn quả, vô sắc giới, có 4 thứ tâm quả. Chỉ trợ sanh là 30 tâm sở phối hợp. Trừ tầm tứ, hỷ, giới phần và vô lượng phần, không có trợ sắc. Sắc theo duyên hệ, bát thành á, bát chá giá. Thức duyên danh, thức uẩn, trợ các tâm sở đồng sanh bằng chính duyên là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hội duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh quyền duyên, câu sanh thực duyên, hộ tương duyên, tương ưng duyên, và quả duyên
duyên sắc, thức quận quả tái tục, trời sắc nghiệp ý vật tái tục, bằng chính duyên là cô sanh duyên, cô sanh y duyên, cô sanh bất tương ưng duyên, cô sanh hiện hồi duyên, cô sanh bất ly duyên, cô sanh quyền duyên, hồ tương duyên, danh vật thực duyên và quả duyên. Thức duyên sắc, thức uẩn quả tái tục, trời sắc nghiệp tái tục, ý vật bằng tám duyên là bớt ra hồ tương duyên, bởi vào thời điểm tái tục chỉ có tâm tái tục và sắc ý vật mới trời lẫn nhau. Hồ tương duyên, đối với các sắc nghiệp khác thì tâm tái tục trời duyên một chiều nên không có hồ tương duyên. Thức duyên sắc, thức quận qua bình nhật, trời sắc nghiệp bình nhật, bằng bốn duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tuyên, bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hồi duyên và hậu sanh bất ly duyên. Còn tiếp, biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giáo. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Danh Hô Sang Khai. Kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Bất Tân, cùng chư Tụng Đức thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, được biết là trong những ngày chúng tôi bị bệnh thì ở trong râm các vị từ và thượng giác đẳng cho đến chư tăng cũng như Phật tử rất lo lắng. Nên hôm nay vừa khi khỏe được thì chúng tôi có chuyện với và thượng giác đẳng buổi sáng là tối sẽ vào râm để cho mọi người yên tâm là chúng tôi chưa chết. Với lại khi mà Thượng Tọa Pháp Tân gọi điện về hỏi thăm thì Thượng Tọa cũng có nói là trong những ngày chúng tôi vắng mặt và Thượng Giác Đẳng một mình gánh vác ở trong râm, chúng tôi cũng sót, cho nên sẽ cố gắng để làm, để tiếp tay với Hòa Thượng cho râm được chu đáo một chút, san sẻ công việc đạo nhập. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái phần 2 của chương 8, Tóc Yếu Duyên Trợ. Phần 2 là định lý y tương sinh và tích giác samuppada na yo. Lần trước như chúng tôi đã có trình bày với quý vị trong cái phần tổng quan của cái chương thứ 8 thì ở trong Avatamattasangha trong các tập yếu luận thì ngài Anuruddha ngài có trình bày về duyên trợ, ngài trình bày và tính chất sự bất hòa đá y tương sinh trước 12 nhân duyên, ngài dịch trình bày trước, rồi sau đó mới trình bày về duyên hệ bất thanh á. Nhưng mà khi mà chúng tôi soạn bài thì chúng tôi khi mà nói đến tập về nhân duyên theo khía cạnh thắng pháp là phải nói đến các chi pháp và đồng thời là duyên hệ, cái định lý duyên hệ ở trong y tương sinh.
Cho nên chúng tôi biên soạn, chúng tôi cho học duyên hệ trước. 24 duyên chúng ta đã học xong. Thì bây giờ chúng ta qua thập nhân nhân duyên, nó cũng không phải là khó. Một cái khác á, thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị là về ở đây chúng ta giảng về y tương sinh theo cái lĩnh vực của thắng pháp, cho nên quý vị nghe đọc bài quý vị có cảm giác như là rất khô khan và gần như là chỉ chi pháp mà không có nói đến những cái yếu lý về cái định luật thập nhị nhân duyên như thế nào, để cho thấy rằng Đức Phật thuyết thập nhị nhân duyên là phá kiến chấp của chúng sinh, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, để phá những cái kiến chấp đó. Mà chúng ta thấy hoàn toàn chỉ trình bày những cái con số và những cái chi tiết duyên hệ vân vân, thì sẽ làm cho các Phật tử chúng ta hơi khó hiểu. Nhưng không sao thưa quý vị, ở đây giáo trình được biên soạn như thế để giúp cho những người nghiên cứu về A Tỳ Đàm chúng ta có thể nhận ra. Bởi vì cái này hiếm có cái tài liệu đó thưa quý vị, hiếm có tài liệu. Quý vị nghiên cứu về thập nhân nhân duyên đó, thì nhiều đã trình bày về thập nhân nhân duyên, nhưng mà nói đến các cái chi pháp và liên hệ đến thắng pháp A Tỳ Đàm thì phải nói là khó. Cho nên chúng ta chịu khó chúng ta đọc, và chúng ta chịu khó để chúng ta nghe, chúng ta sẽ hiểu thôi. Nếu tóm lại là chúng ta phải hiểu cả hai mặt, cả hai chiều. Tức là chúng ta hiểu thập nhị nhân duyên qua kinh tạng và thập nhị nhân duyên qua thắng pháp tạng, thì như vậy mới được gọi là chúng ta hiểu. Ở đây thưa quý vị, quý vị sẽ hỏi rằng ở trong tạng vi diệu pháp bảy bộ, thì bộ thứ bảy nói về Patthana là duyên hệ. Như vậy thì chỗ nào nói về duyên sinh hay y tương sinh đây? Thưa quý vị, đó là bộ thứ hai, bộ phân tích quý phần ngắn. Phần mà trình bày về Paccayacara, quý phần ngắn, thì ở đó đề cập đến thập nhị nhân duyên. Nhưng mà thập nhị nhân duyên ở trong cái phần Paccayacara ở trong bộ quý phần gá, ngoài cái việc mà trình bày ý nghĩa theo kinh tạng xuất tác quý phần gá, xuất tác phà chai đi dân, còn trình bày về Abhidhamma phà chai đi dân, thì lại trình bày thập nhị duyên một cách rất là đặc biệt, rất là chi tiết. Nhưng mà chúng tôi không có đem ra chúng tôi nói ở đây. Có dịp khi nào mà quý vị xem ở trong cái bộ quý phân gác của thứ hai đó, trong cái phần này thì chúng ta sẽ nói đến, chúng ta sẽ thấy. Còn bây giờ thì ở đây thưa quý vị,
Thông thường thì chúng ta quen nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập hữu, duyên xúc xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu vi khổ u ai. Nhưng cái đó là chúng ta để mà chúng ta đọc cho suông. Nhưng nếu theo ngữ pháp đó, thì có cái động từ cho 12, cho 12 chi ấy. Cái động từ sau cùng là động từ sinh không quan tiết, sinh không quan tiết. Thì ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng khi mà chúng ta đề cập đến Avijja Paccaya Sankhara Samphavanti thì chúng ta dịch theo cái việc kia này đó, có nghĩa là chân các hành có nghĩa là do duyên vô minh, các hành có mặt do duyên vô minh. Nhưng mà chúng ta dịch ngược lại là do duyên vô minh có hành. Chỉ có ở đây là động từ sanh pháp quan tiết. Rồi sankhara paccaya vijnana sanh pháp quan tiết. Chúng ta chú ý điều là để sankhara số nhiều thì sanh pháp quan tiết. Rồi vijnana là số ít cho nên sanh pháp quan tiết. Chúng ta nhớ chỗ đó. Chúng ta nhớ hình như là cái lớp này chúng ta đã có từng học Pali rồi. Cho nên chúng tôi phải phân tích cái chỗ này cho kỹ chút xíu. Cũng như câu thứ ba, Vijnana Paccaya Namarupam Samphavati. Tại sao xài động từ Samphavati số ít? Là tại vì Namarupam là số ít, chủ từ số ít. Cho nên ở đây cái động từ xâm phong quan tí ở phía sau cùng của cái bài tụng đó thì chúng ta ở trong chú giải khi mà đem sắp xếp ra từng câu từng câu từng câu vậy thì cái động từ đó sẽ uyển chuyển tùy theo như là phát xâm phong quan tí, tanh hà xâm phong quan tí, quê đa na xâm phong quan tí, vân vân. Chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Hôm nay trong cái bài học đầu tiên thì chúng tôi giới thiệu tổng quan về thập nhị nhân duyên. Rồi sau đó chúng ta chỉ học có ba duyên là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc thôi. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến y tương sinh hay gọi tóm tắt là duyên sinh hoặc là hiểu theo thông thường, nói theo thông thường chúng ta nói là thập nhị nhân duyên, thì cái chết sâm hấp đá đó nó là đề tài quan trọng, đề tài của tuệ quán binh sát. Ở trong thanh tịnh đạo khi đề cập đến Panya Phubi tức là mảnh đất cho tuệ sanh, sanh khởi, cho tuệ tăng trưởng, thì trong đó gồm có sáu là quẩn, xứ, giới, quyền, đế và y tư sinh. Cho nên chúng ta muốn tu tập thiền quán thì chúng ta cũng phải hiểu về quẩn, hiểu về xứ, hiểu về 18 giới, hiểu về 22 quyền, hiểu về 4 đế, hiểu về nay duyên sinh. Thì chúng ta thấy điểm quan trọng gì? Một số điều khác mà chúng ta phải hiểu ở đây chứ.
được gọi là duyên. Phải trì giác, tức là cái sự trợ trợ giúp. Nhưng mà sự trợ giúp ở đây đó, như chúng ta học vừa rồi, thì nó có ba cái mãnh lực, tức là nó trợ một cái mãnh lực, nó trợ cho sinh khởi, nó trợ cho sinh khởi gọi là chanakasati sati, mãnh lực trợ sinh, trợ bằng mãnh lực trợ sinh. Thứ hai là trợ trợ giúp bằng cái mệnh lực gọi là ủng hộ, upathampaka sati. Còn thứ ba đó, là trợ bằng cách anupala, anupalaka sati, trợ bằng cách là bảo trì cho con, hay là bảo tồn cho con. Thì như vậy chúng ta phải hiểu trong y tương sinh cũng vậy, nhưng mà y tương sinh thì nó chỉ trợ bằng cách là cho. Nếu mà duyên nào, thí dụ vô minh duyên hành, thì nó trợ bằng cách là nó sanh, hoặc là nó trợ cách ủng hộ. Nếu như vô minh là bất thiện mà nó trợ cho tư thiện sanh khởi để mà hành động, thì trợ cách là ủng hộ, chỉ vậy thôi, ủng hộ cho mạnh. Thì đó, dài dòng như vậy chắc có lẽ là quý vị cũng khó nhận ra được. Nhưng mà chúng tôi nói thêm như thế này là khi mà đề cập đến duyên hệ paccaya, patthana paccaya, duyên hệ tức là cái định lý về điều kiện trợ sanh ra các pháp hữu vi, bao gồm cả chúng sanh ở trong đời và các cái vật viên tri giác, nó cũng là cái định lý paccaya ga đó, gọi là patthana paccaya, là duyên hệ. Bởi vì đã gọi là pháp hữu vi thì dùng cho người phạm thiên hay là thiên thiên, hoặc là người, hoặc là thúc, hoặc là chúng sanh địa ngục, súc sanh ô tô la, hoặc là rừng núi sông biển đất đá cây cỏ và lá, cái gì cũng là pháp hữu vi. Và pháp hữu vi đó nó được hình thành là do duyên hệ, mà quan trọng là nếu pháp hữu vi thuộc về vật lý thì đó là do bốn đại mà đã tạo ra, đất nước lửa gió tạo ra. Như vậy thì duyên hệ là cái định lý mà đã tạo ra các hữu vi chung cho tất cả. Nhưng riêng về y tương sinh thì những cái định lý này là Đức Phật đã chiêm nghiệm
Từ cái duyên hệ đó có những cái pháp mà nó kết cấu với nhau để tạo ra cái gọi là bánh xe sanh tử luân hồi cho loài hữu tình. Quý vị nhớ rõ là từ duyên hệ Phật đã tìm thấy được những cái quy luật tạo ra cái bánh xe sanh tử luân hồi của các loài hữu tình mà chúng ta gọi là cái vòng luân hồi. Vì vậy cho nên thập diện nhân duyên hay y tương sinh là chỉ ảnh hưởng trong phạm trù của chúng sanh loài hữu tình thôi, chứ không có liên quan đến cái vật vô tri giác. À, cái chỗ này quý vị nhớ rồi. Thì ở đây thưa quý vị, trước hết chúng ta nói về cái định lý gọi là Avijja Paccaya Sankhara Sampavatti. Do duyên vô minh có hành, hay gọi là vô minh duyên hành, tức là học theo cái thức tẩy đó, là chúng ta học bắt đầu từ gốc lên tới ngọn. Còn nếu mà nói Đức Phật giải thuyết nó có bốn cách, Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn già chết sầu bi khổ u ai có mặt do cái gì tập khởi, Đức Phật này giải thích rằng do sanh làm tập khởi. Sanh có gì làm tập khởi? Sanh có hữu làm tập khởi. Hữu có gì làm tập khởi? Hữu do thủ làm tập khởi, thủ do ái làm tập khởi, ái do thọ làm tập khởi, thọ do xúc làm tự khởi, xúc do lục dục làm khởi. Lục dục do danh sắc làm tập khởi, danh sắc do thức làm tập khởi, do hành làm tập khởi, hành do vô minh làm tập khởi. Thì như vậy cái đó là Đức Phật giải thuyết từ từ ngọn trở biển. Có khi thì giải thuyết từ giữa trở biển, có khi giải thuyết từ giữa trở về ngọn, tức là từ ái trở về vô minh, ngược lại vô minh, hoặc là từ ái lên tới già chết sụn của vô ai, bốn cách thuyết vậy. Cho nên khi mà học thắng pháp thì chúng ta sẽ học được cái chiều rộng chiều sâu, nó hơi khô khan một chút, nhưng mà nó có lợi cho cái trí tuệ dạy bén để chúng ta quán pháp, chứ không phải học cái lý giải thông thường để mà đi nói chuyện khơi khơi. Thì ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái trường hợp vô minh duyên hành, hay là do duyên vô minh có hành. Thì ở trong duyên hệ đó, thì đầu tiên là hê túc bách chư vô, hê túc bách chư vô tức là nhân duyên, trong đó có tham sân si, ngũ tham ngũ sân ngũ si trợ cho các pháp, các cái danh quẩn đồng sanh và sắc tâm. Thì bây giờ từ ở đó đó
Đức Phật đã khám phá ra si là cái nguồn cội của cái sự luân hồi, cái nguồn nước dẫn ra cái sự luân hồi. Vì cái si là vô minh, si đó có mặt ở trong tâm tham, tâm sân hay tâm si. Và khi mà si nó tạo, nó có mặt ở trong tâm tham, tâm sân, tâm si đó, nó trở thành vô minh, nó mới tạo ra các nghiệp mà chúng ta gọi đó là cái nghiệp bất thiện, tạo ra nghiệp bất thiện. Ở của sáu phẩm á, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu rằng vô minh mà nó trợ cho nghiệp hành đó, khâm bớt sau khả rác, thì bao gồm có cả hành vi tốt và hành vi xấu. Đương nhiên là tâm sở si thì nó không có phối hợp được với tâm thiện, dục giới hay thiện sắc giới thì vô sắc giới rồi. Nhưng mà nó đứt ở bên ngoài, nó có thể tác động được, nó có thể tác động bằng là thường cận y duyên. Bởi vì vô minh là sự không có hiểu biết, không nhận thức được đặc tính bản thể của pháp vô vi, vô thường của nó, vô ngã, bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Chúng sinh do vô minh nên có thể hành động bất thiện, và do vô minh mà có thể hành động thiện được. Hành động thiện ở đây nó có cái gọi là phúc hành, Punya Visankhara và bất động hành Anicca Visankhara. Tức là vô minh mà nó trợ cho phúc, phi phúc hành, thì chúng ta hiểu rồi. Một người vì vô minh nên họ mới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói năng thọc, nói độc ác, nói vô ích, rồi tham lam, tà kiến, sân hận, tham lam, sân hận, tà kiến là do vô minh nó thúc đẩy cả. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà vô minh trợ cho phúc hành đó, thì chúng ta thấy rất dễ hiểu. Con người cũng vẫn có trí tuệ, biết được làm thiện thì sẽ được ở vui, được sanh cõi trời, vân vân. Họ biết được như vậy cho nên họ bắt đầu họ làm phước, bố thí, trì giới, tu trí, cung kính, phục vụ, chính pháp, thuyết pháp. Họ hưởng phước, tỷ phước, vân vân. Nhưng mà khi họ làm những cái việc thiện dục giới đó, vì do vô minh nó chi phối, nó điều khiển, cho nên người này làm việc với một cái sự dính mắc về cái quả dị thục ở đời sau, do không thấy luân hồi là khổ cho nên nó còn dính mắc cái đó. Hoặc là khi làm phước mà còn bị tà kiến chi phối, thiếu gì người không, họ đi làm phước là làm phước nhưng mà họ cũng bị tà kiến chi phối. Và như vậy nếu như mình làm phước làm thiện mà do
tham ái tà kiến và vô minh chi phối đó, thì như vậy rõ ràng ở đây gọi là vô minh duyên cho phúc hạnh. Lại nữa, phúc hạnh thứ hai đó gọi là cái tâm thì sức giới. Chúng ta nên biết rằng không thể hoàn toàn một người mà tu chứng thiền sắc giới mà có thể thoát khỏi cái sự luân hồi sanh tử được. Và cũng chính vì cái điểm này cho nên chính vô minh trợ cho phúc hành sắc giới, mà sau đó Đề Bà Đạt Đa dù cho đắc thiền có thần thông, nhưng rồi ông ta vẫn khởi lên cái tham vọng muốn giết Đức Phật để thường nguyện tăng chúc. Mình là người lãnh đạo tăng chúng, cho nên ông ta đã phạm những cái tội ngũ nghịch, làm thân Phật kẻ máu chia để tăng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng chính do cái phúc hành đó nó vẫn còn là nằm ở trong cái vòng cương tỏa của vô minh. Cho nên nếu yếu một chút xíu thì cái vị hành giả tu chứng thiền thì sau đó có thể rơi vào những cái cạm bẫy tội lỗi. Ở đây thưa quý vị, trường hợp mà vô minh mà trợ cho nước đồng hành của mình đã gọi là thiền, thì dù thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới cũng vẫn là thiền nghiệp thế lục giới chà ná. Do đó vô minh nó phong tỏa đến cả thiền vô sắc giới. Và một vị tu chức thiền sắc giới rồi, họ có thể tu chức thiền vô sắc giới đắc được không vô biên xứ, trước vô biên xứ, vô tưởng xứ, phi tưởng, phi tưởng, tưởng xứ. Với cái rupa tanh hà, arupa tanh hà, để rồi do vô sắc ái ấy họ được tái sanh về cõi phạm thi vô sắc, và như vậy vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Cho nên ở đây chúng tôi cần phải hiểu rằng giờ đây khi mà chúng ta chưa có đoạn trừ được vô minh, chưa có diệt trừ được si phiền não, thì cứ cái hành vi nào của chúng ta đã làm nó đều nằm ở trong cái quyền lực của vô minh đó. Chúng ta phải cẩn thận, hết sức cẩn thận cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta cũng yên tâm một điều là nếu như làm cái điều bất thiện apunya phi sankhara phi phúc hạnh mà do vô minh chi phối thì đó nó kéo dài không biết chừng nào mà thoát ra được. Nhưng với một người làm thiện, cho dù cái buổi ban đầu họ có thể là bị vô minh chi phối, cho nên khi họ làm phước vì danh, vì lợi, vì quả báo được sanh của trời, nhưng cái thời gian chưởng ân thiện đó qua rồi thì sau đó tự họ ý thức
Họ cảm thấy cuộc đời gao ngán đau khổ, cho nên họ bắt đầu phát nguyện trong tâm để đưa đến sự giải thoát. Họ hướng đến cái sự giải thoát, cái mục tiêu của Kính. Và như vậy dần dần họ sẽ bào mòn phiền não, và cuối cùng là họ đoạn diệt vô minh. Và khi đoạn diệt vô minh đó, vô minh không còn cái quyền lực để chi phối thiện hay là bất thiện, thị tế nữa. Cho nên đối với vị A-la-hán đã diệt trừ vô minh rồi, thì cái hành động của các ngài, dầu cho ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, hay là dầu cho ngài có thuyết pháp cho chúng sanh, hoặc ngài đi thực cài ăn còn dư lại ngài bố thí cho những người nghèo khổ đi nữa, cái hành động của ngài chỉ là vô ký chứ không phải là thiện, bởi vì không phải do vô minh chi phối. Quý vị nhớ cái chỗ đó. Có người họ thắc mắc là tại sao mình ở đây mình còn nhỏ dại, mình mới tập tễnh đi vào mà mình còn làm thiện được, còn vị A-la-hán cao quá tại sao ngài bỏ cái điều thiện ngài không làm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta còn làm thiện là tại vì chúng ta còn bị vô minh chi phối dắt dẫn. Còn khi mà vị A-la-hán đã diệt trừ được vô minh rồi thì đây cả cái điều thiện cũng không làm nữa, không còn làm nữa, không gọi là hành động thiện nữa. Ở đây chúng tôi chỉ nói về cái ý nghĩa này để cho quý vị hiểu thôi. Còn cái phần vấn đề mà duyên hệ chi phối ở trong duy sinh thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này. Nếu mà si tâm sở đồng sanh với tư tâm sở trong cùng một sát na tâm bất thiện, thì nó trở vào cách nhân duyên, hỗ tương duyên, con sinh duyên, con sinh y, con sinh hiểu, con sinh bất ly. Cái này quý vị đã học rồi, rồi chắc học xong rồi mấy người chúng tôi bị bệnh, chúng tôi nghĩ chắc quý vị trả lại cho thầy hết, đâu có nhớ đâu mà. Thôi bỏ qua cái đó. Rồi vô minh duyên cho phúc hạnh đó, tức là si. Vô minh là si ở trong nó có thể là nó trợ cho cái tâm thiện khác, tâm bất thiện khác sinh khởi bằng cách là làm cảnh duyên và trưởng duyên. Cho nên vô minh tiền điên này được xem là duyên chính cho phi phúc hành, bằng cách là thường cận y duyên, bằng cách thường cận duyên. Cho nên vô minh là duyên phi phúc hành đó, thường cận y duyên có, mà con sinh duyên có, đồng sinh có, mà bằng cái thói quen, cái tập quán cũng có. Còn vô minh mà duyên phúc hành thì cái này bất thiện nó trợ cho thiện, phúc hành là thiện. Nhưng mà vô minh là bất thiện thì không thể đồng sanh tương ưng với tư thiện của xá lắc kê tánh na. Nhưng có hai trường hợp vô minh duyên phúc hành. Một là vô minh tìm biên khiến cho chúng sanh chìm trong bóng tối và tạo ra nghiệp hành, trong đó có phúc hành là tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới. Được gọi là vô minh phúc hành bằng thường thượng y duyên. Nhưng mà vô minh trong tâm bất thiện nó sinh trước có thể làm cảnh cho tư thiện dục giới sinh khởi, sau này cái trường hợp đó gọi là vô minh duyên cho phúc hành dục giới mà cũng duyên. Còn vô minh mà trợ cho bất đồng hành đó, thì nó chỉ trợ bằng một cách là thường cận y duyên thôi,
cái thói quen, cái chúng sanh mà đã ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, vô minh tiệm điên, thì họ tu thiền, họ khởi lên cái sự ham muốn chi phối về cái cảnh tái sanh ở tương lai. Bây giờ chúng ta qua cái duyên thứ hai. Khi đã có hành rồi, tức là phúc hành, phi phúc hành, mức độ hành, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô sắc giới, thì nghiệp do duyên hành có thức thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp bất thiện đó, tức là tư ở trong 12 tâm bất thiện, nó sẽ tạo ra thức, bảy thức, bảy quả thức. Quả thức mà chúng ta đã học rồi đó, thì nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tiếp thu quả bất thiện, thân ba sát quả bất thiện, nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát, là nó có trong thời bình nhật. Bảy quả thức bất thiện này có trong thời bình nhật để đem lại cho chúng sanh một cái sự bất hạnh trong cái cuộc sống. Nhưng trong đó có cái thức thứ bảy, cái quả thức thứ bảy, quả bất thiện thứ bảy đó, đó là cái tự quan sát sân tiền á, hay là cái tự ý thức giới quả bất thiện. Cái thứ này nó làm cái việc tục sinh, là cái việc tục sinh cho chúng sinh ở trong bốn đường, bốn cõi khổ, cõi bất hạnh, địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, a tu la. Rồi khi mà chúng ta nói đến hành duyên thức, mà thôi phúc hành duyên cho quả thức thiện đó, thì ở đây phúc hành tức là chỉ cho thiện sắc giới và thiện dục giới. Thiện dục giới thì nó tạo ra 23 quả thức. Nhưng mà trong 23 quả thức đó thì chỉ có 9 quả thức trong thời tế tục tạo 9 quả thức làm việc tế tục trong, cho chúng sanh ở cõi người, cõi chư thiên. Khi một người khởi lên cái tâm thiện dục giới, tạo nghiệp như là bố thí trì giới vân vân, thì chính do cái nghiệp thiện này nó sẽ tạo ra 8 quả, nó tạo ra 8 quả thiện dục giới hữu, 8 quả thiện vô nhân, và 8 quả thiện dục giới hữu nhân, tức là 8 đại quả. 16 cái quả đó mà thực ra chỉ có chích, chỉ có thức là 8 tâm đại quả, với tâm quan sát, quả thiện, thọ, xả là làm tục.
mà thôi. Ở trong duyên sinh đó, thì khi nói đến hành duyên thức, thức ở đây là chỉ lấy quả thức tục sinh. Cho nên hồi nãy cái quả thức tục sinh mà thuộc quả bất thiện thì chúng ta lấy một. Bây giờ quả thức tục sinh của phần thiện dục giới thì chúng ta lấy chín. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta nói đến phúc hành là năm tâm thiện sắc giới, một người chứng thiền, sơ thiền, diệt tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, nó sẽ tạo ra năm cái tâm quả là quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tam thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền, sắc giới. Năm tâm quả đó nó làm thức tục sinh cho sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới. Là đường 15. Rồi nói về bất động hành, tức là bốn thiện của sắc giới, nó sẽ tạo ra bốn thức tục sinh sắc giới, tức là bốn quả vô sắc giới. Thức tục sinh vô sắc giới có bốn là quả thức, quả không vô biên xứ, quả thức vô biên xứ, quả vô sở xứ, quả phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy cô mà nói rằng do duyên thành có thức, tức là ở đây chúng ta phải hiểu chính do tư tâm sở trong 12 tâm bất thiện hoặc là 17 tâm thiện hiệp tướng, nó sẽ tạo ra 19 thức tục sinh. Tạo ra 19 thức tục sinh. Bây giờ người Phật tử chúng ta có một điều sẽ thắc mắc, tại sao khi mình trong duyên hệ đó thì Đức Phật Ngài có giải thích là cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Tư thiện hay tư bất thiện nó sẽ tạo ra nhân bốn quả và sắc nghiệp. Thế mà ở trong duyên sinh, khi nói đến nghiệp hành tạo ra thức tục sinh thì chỉ nói đến quả thức thôi, chứ không có đề cập đến sắc. Khi nãy ở bài chúng ta có nghe đọc đó, là nó tùy theo trường hợp để chúng ta nói về vấn đề này. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu như thế này: vì ở đây khi mà thuyết ở trong kinh Tạng đó, khi mà Đức Phật đã chiêm nghiệm về thuận nghịch của định lý y tương sinh, thì hành duyên thức rồi thắc duyên cho danh sắc là gầy theo cái định lý thường tình là như vậy. Nhưng mà nói theo thắng pháp á, thì ở đây chúng ta thấy vẫn có chứ không phải không có. Bởi vì thức đó, cái quả thức tục sinh đó là thức quẩn quả
thức quẩn quả. Rồi cái thức quẩn quả này nó mới trợ cho danh và xả. Danh đó là ba cái danh quẩn quả thọ tưởng hành. Còn lại rồi cái thọ tưởng hành đó nó lại trợ cho khi mà có thọ có tưởng hành, nó trợ cho nghiệp đồng sanh, nó trợ cho sắc nghiệp đồng sanh khi cái sắc na tế tịch. Đó là chúng ta nói về cái thời bình dân. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ nói về cái thời bình dân. Anh nói còn cái thời tái tục thì nó khác nữa thưa quý vị. Trong lúc chúng ta tục sinh đó, hễ lúc tục sinh có đã có thức quẩn quả thì đương nhiên là cái tâm tái tục đó phải có thọ quẩn quả, tưởng quẩn quả, hành quẩn quả đồng sanh với thức quẩn quả. Nhưng mà vì Manu Bốc Băng Gama Tham Ma, Manu Bốc Băng Gama, vì là dẫn đầu các pháp, tức là dẫn đầu các cái tâm sở khác. Cái nhiệm vụ của tâm dẫn đầu các tâm sở, do đó vấn đề này không phải là vấn đề khó hiểu cho chúng ta. Thay vì chúng ta nói nghiệp, nghiệp hành, sankhara, nó tạo ra danh và sắc quẩn tục sinh cũng được. Nhưng nói như vậy thì chúng ta phải phân tích thêm. Còn đằng này lấy ngay chỗ cái điểm là thức quẩn quan trọng, lấy cái thức quẩn đó nó dẫn đầu, rồi cái thức quẩn đó mới trợ bằng cái khâu sinh duyên cho thọ tưởng hành, rồi trợ bằng cái khâu sinh duyên hữu tương duyên cho sắc nghiệp tái tục, thì cũng có thôi chứ không có sao cả. Vì vậy khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề thập nhẹ như viên, cái thật ra đó chúng ta đọc khoảng trong điển, chúng ta đọc xuyên xuông thôi, chúng ta thấy tưởng chừng như là rất dễ hiểu. Nhưng cái rất dễ hiểu của chúng ta khác với cái dễ, cái trình độ dễ hiểu của tôn giả Ananda. Ngài Ananda là bậc Đa Văn, là bậc Hưởng Thọ. Ngài hiểu pháp Đức Thế Tôn thuyết bằng cái trí tuệ của cái bậc Hưởng Thọ, cho nên Ngài thấy rất dễ hiểu. Ấy vậy mà khi tôn giả Ananda bạch đi Đức Thế Tôn, con thấy y tương sinh Patichesamuppada cũng rất dễ hiểu, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng quở rằng: nè Ananda, chớ có nói như vậy. Đối với ngươi là người có trí tuệ, dễ hiểu là như thế đó, nhưng mà không phải cả chúng sanh ai cũng có thể hiểu được. Bởi vì y tương sinh nó có nhiều lý lẽ, nó rối nhiều cái tổ kém. Hiểu cái này nó phải mắc qua cái kia, do cái kia mắc qua cái nọ. Chúng ta muốn biết rối nhiều tổ kém như thế nào thì chúng ta
học thấu pháp về tinh thì chúng ta sẽ biết, chứ không phải chưa đơn giản. Vì bây giờ như bây giờ chúng ta nói thức duyên danh sắc, chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta nghĩ thức quẩn duyên cho thọ tưởng hành quẩn dễ quá, câu sinh duyên có gì đâu. Rồi thức đó trợ cho thức quẩn tái tục đó, mà nó trợ cho sắc nghiệp tái tục liền sắc á, tức trợ danh sắc bằng tức là hữu tương duyên, cũng dễ hiểu thôi. Câu sanh hữu tương duyên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà chúng ta quên một điều là cũng còn có trường hợp thức duyên danh sắc thời vật nữa kìa. Bởi vì thức quẩn quả nó đâu phải có chỉ có khởi sanh ở trong thời tái tục không, mà sanh khởi trong suốt thời vật của chúng ta. Lúc đó nó trợ danh sắc kiểu nào rồi? Rất rối. Cho nên dần dần chúng ta mới biết là học chúng ta phải hết sức là chăm chú, và chúng ta phải có chi pháp rất căn bản, chúng ta mới có thể thấu đáo tường tận được. Thì hôm nay chúng tôi chỉ trình bày với quý vị với ba cái duyên ở trong thập nhãn duyên là vô minh duyên, hành hạnh, tức thức duyên danh sắc thôi. Còn các duyên còn lại chúng ta sẽ học sau này, bắt đầu tuần này, cái ngày thứ năm Hòa Thượng Giác Đẳng sẽ dạy về cái môn hôm trước chúng tôi nhận được cái nguyện thắng pháp phổ thông, dạy về cái môn thắng pháp phổ thông là bị lưu ý. Do đó cho nên từ đây cho đến hết cái giáo trình thắng pháp A Tỳ Đàm đó thì chúng tôi chỉ dạy có ngày chủ nhật, còn cái ngày thứ sáu thì tuần rồi chúng ta đã học xong 32 bài Pali Dịch Vỡ Lòng. Do đó cho nên thứ sáu tuần này đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục dạy Pali, nhưng mà học Pali qua Kinh Pháp Cú. Thứ sáu tuần này học Pali, học Pali qua Kinh Pháp Cú. Do đó trên cái phần thoát yếu duyên, định lý duyên y tương sinh đó, thì chủ nhật tuần sau chúng ta mới học nữa. Học chẳng hạn gì cũng được, để cho chúng ta tiêu hóa nó nhanh chút xíu. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng sức khỏe cũng tương đối được 70-80%. Đã qua cái ải hiểm nghèo, qua cửa tử thần được rồi. Chúng tôi cố gắng trình bày. Bây giờ còn 40 phút nữa xin thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng cùng chư Thượng Đức Quan Hỷ giúp cho cái phần còn lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú. Kính trình Hòa Thượng Tự Sư với bài giảng vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi hơi mạo muội một chút để nghĩ rằng có lẽ hôm nay trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma chúng ta có lập được một kỷ lục
Chúng tôi không biết là quý vị có nghe ở đâu không, nhưng mà lần đầu tiên ở trong mùa đại dịch COVID có một vị giảng sư đang bị COVID vẫn giảng bài. Chúng tôi không biết là quý vị có nghe vị nào như vậy không, nhưng mà theo chúng tôi biết, có lẽ là Hòa Thượng Từ Siêu là vị đầu tiên, và cũng là một điều rất là đáng nhớ. Thật ra thì khi chúng tôi hôm qua thưa chuyện với Hòa Thượng Từ Siêu đó, thì khi Hòa Thượng có nói là Hòa Thượng sẽ giảng đó, lẽ ra nếu mà ở trường học gì khác thì họ đã cản rồi, thì Hòa Thượng đang ở trong thời kỳ tịnh dưỡng. Nhưng mà chúng tôi không có cản Hòa Thượng, bởi vì chúng tôi biết một điều mà có lẽ là những vị nào sống gần sư trưởng hay là những vị nào sống trong chùa lâu mới biết, rất là thường là những vị giảng sư pháp sư đó, mà những vị đó có cái Phật pháp nằm ở trong xương, trong tủy, trong máu của mình, thì các vị đó lại một cái, thì có là có một cái điểm đặc biệt là khi giảng pháp ấy, thường là giúp cho sức khỏe là tốt hơn, dạ, tốt hơn như là ngày cả sa bá mà người bị bệnh mà người nghe thấy nhắc chi vậy đó, chứ không phải là giảng pháp rồi thì nó yếu hơn. Có vài Phật tử nóng ruột cũng tác sát thì chúng tôi nói sao không để Hòa Thượng Từ Siêu nghỉ cho xong rồi mình giảng, đâu có gấp đâu. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi cũng không có nghĩ về đâu. Để Hòa Thượng giảng là chúng tôi rất là sẵn lòng để thỉnh Hòa Thượng giảng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đôi khi cái chất liệu của pháp đó, của Phật pháp đó, ở trong lòng nó sẽ làm cho chúng ta có thêm những cái năng lực tích cực. Và rõ ràng quý vị Phật tử cũng thấy là Hòa Thượng đã, trong lúc Hòa Thượng giảng hôm nay giọng nói Hòa Thượng thì nghe biết là bị bệnh thôi, nhưng mà lại là chúng ta thấy có lửa. Và chúng ta thấy có lửa, như vậy cũng được hoan nghỉ. Bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trước khi mà chúng ta đi vào một số điểm chúng tôi muốn chia sẻ tiếp theo lời Hòa Thượng Từ Siêu đó, thì chúng tôi muốn ôm nhắc quý Phật tử về điều trong bài học Hòa Thượng Từ Siêu về giảng ngày hôm nay. Trước nhất là chúng ta nên phân biệt giữa cái duyên hệ và cái duyên sinh. Và cái duyên sinh thì thưa quý vị, đó là những cái tác động sanh khởi theo trong một cái quy trình nó cố định. Khi mà chúng ta nói là tác động sanh khởi quy trình cố định, tức là bây giờ như trong duyên hệ á, chúng ta nói về hỗ tương duyên, giống như cái ghế có bốn chân, cái chân này trợ chân kia, thì rõ ràng là nếu chúng ta lấy đi một chân thì nó không có vững. Thành ra bốn chân cùng có mặt gọi là hỗ tương duyên hay là đồng sinh duyên đó, thì cái đó không gọi là duyên sanh. Tại cái đó nó cùng lúc hỗ trợ với nhau, chứ không phải là cái này làm cho cái kia sanh. Và nó khác nhau như vậy. Và trong gọi là duyên khởi đó, thì buộc là cái này nó phải tác động cái kia sanh, hay cái kia sanh cho có cái này. Và điều thứ hai đó, như quý vị nghe Hòa Thượng Từ Siêu trình bày đó, thì giáo lý duyên hệ đó là nói chung đến vạn hữu. Dạ, nói vạn hữu, nói thẳng ra là nói tất cả cái hiện tượng vật chất và tâm thức. Dĩ nhiên tâm thức liên quan đến chúng sanh rồi, nhưng vật chất không hẳn liên quan đến chúng sanh. Trong trường hợp giáo lý duyên sinh thì bắt buộc chỉ liên quan đến chúng sanh mà thôi. Dạ, liên quan đến chúng sanh tức là liên quan đến những cái sinh vật, liên quan đến chúng hữu tình, là hữu tình có sự sống. Và nói một cách khác là duyên sinh cho chúng ta một cái nhìn khác về giáo lý duyên khởi. Thành ra quý Phật tử nên chịu khó lưu ý về việc này. Và điều thứ ba mà chúng ta nên biết đó, là giáo lý duyên sinh đó, có một cái quy trình nhất định, chứ không phải giống như giáo lý duyên hệ mà chồng chéo với nhau. Cái sau thì trợ cho cái trước trợ cái sau, như là mình nói là tiền sanh duyên hay là hậu sanh duyên. Giáo lý duyên sinh đó, thì đề cập đến cái gọi là cái duyên trực tiếp, và không có cái chuyện mà làm ngược lại. Duyên trực tiếp là thế nào? Chúng ta nói là vô minh duyên cho hành, đó là trực tiếp. Chứ vô minh không thể duyên cho lục nhập như là danh sắc,
hay là vô minh không có duyên cho già chết, đã trải qua một cái quy trình. Thì như vậy đó, là dù là vô minh duyên hành hay hành duyên thức, thức duyên danh sắc, tất cả đều là trực tiếp hết. Dạ, chúng ta không có nhảy vọt được. Dạ, không nhảy vọt, không có bỏ, không có bỏ bước này bước kia, mà nó phải đi theo một cái quy trình. Đồng thời nó không có ngược lại, chứ tôi nói không ngược lại theo quy trình đó, tức là ở trong duyên hệ có trường hợp đó, là đồng sanh, tức là các pháp đồng sanh, hoặc giả là cái sau trợ cho cái trước, như là hậu sanh duyên hay cái trước trợ cái sau. Ở trong giáo lý duyên khởi không có chuyện đó. Ở trong giáo lý duyên khởi đó thì có nhiều trường hợp nó là đồng sanh, giống như mình nói là xúc duyên cho thọ đó. Dạ, nhưng mà cái xúc duyên thọ này đến lúc đó thì chúng ta nên hiểu cái khác. Nhưng mà thường thường á, là cái khoảng thời gian không nhất định, có thể là từ khởi đầu cho đến chấm dứt cuộc sống, như là sanh duyên cho lão tử, hay từ kiếp này sang kiếp khác, như là hữu sanh hay là thức duyên danh sắc. Có thể là chỉ trong một cái sát na rất là ngắn, và những dự xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thu duyên ngữ, có thể trong một cái diễn trình tâm rất là ngắn. Riêng về trong giáo lý duyên sinh hay là duyên khởi, chúng ta nói duyên sinh cũng được, nói duyên khởi cũng được, hay là Báo Phạm Tiêu Khánh còn dịch là tùy thuộc phát sanh. Và tùy thuộc phát sanh thì cái này nó bắt buộc, và nó bắt buộc nó đi theo một cái trình tự, và một trình tự nhất định như vậy. Và thứ gì, khi mà chúng ta học về duyên hệ đó, thì chúng ta học ở trong một cái phạm trù hoàn toàn khác với cái phạm trù của duyên sinh. Phạm trù của duyên hệ đó là nói về cái sự tương quan của các pháp, tương quan của vạn hữu. Tức là chúng ta nói một cách đại khái đó, là bây giờ mình nói rằng cái mái nhà hay là cái lá ở bên ngoài, cái lá ở trên mái nhà đó, nó có cái vai trò của nó, và cái vai trò của nó đó là nó nằm ở trên rui, trên, nhưng mà nó cũng che nước mưa, rui bè không có dột vào. Thì cái sự tương quan, cái cấu kết hay là cái cấu trúc của một cái căn nhà đó, một cái building đó, nó chồng chéo lên nhau. Yeah, từ cái cột tới vách tới nóc nó là một khác. Nhưng mà riêng đối với duyên hệ đó thì nó đi theo luật chồng chéo đó, mà nó đi theo cái luật đó là nằm trong cái phạm trù. Cái phạm trù nói lên cái diễn trình sanh tử của chúng sanh trong đời này. Khi mà nói về diễn trình sanh tử đó, thì đặc biệt là duyên sinh nhấn mạnh đến ba phần của một cái vòng, gọi là vòng sinh hóa. Vòng sinh hóa hay là cái vùng duyên khởi đó là phiền não, rồi nghiệp rồi quả, quả rồi phiền não. Thí dụ như là nó là vô minh, ái thủ và phiền não, rồi hành, rồi hữu, đó là nghiệp. Rồi nói sanh lão tử, hay là thức danh sắc lục nhập, thì cái đó chúng ta gọi là thọ, chúng ta gọi thuộc về quả. Thì bây giờ cho dù là vô minh là ái là phiền não, như vô minh ái thủ là phiền não, hay là hữu hành là nghiệp, và những cái còn lại như là danh sắc lục nhập xúc thọ, hoặc là sanh lão tử sầu bi khổ ưu não đó, nó là quả. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề phiền não nghiệp quả đó theo một cái vùng luân chuyển, một vòng tròn, và cái vòng tròn chứ nó không có và nó đưa chúng ta về vô tận. Nó tương tự như là khi mà chúng ta nói đến những cái thiên thể hay những cái tinh cầu mà nó tồn tại lâu á, là do nó đi theo một cái quỹ đạo. Và một quỹ đạo ví dụ như một cái định tinh, hay mình như là trong thế dương hệ thì những cái hành tinh đi xung quanh thế dương hệ, hoặc giả là những cái thiên hà, nó cũng có cái vòng quay của tròn của nó. Thì cái vòng tròn nó luôn luôn nói lên cái sự tồn tại. Thành ra
cái khi mà chúng ta đề cập đến giáo lý duyên khởi là chúng ta nói đến cái tiến trình sanh tử. Cái tiến trình sanh tử nó khác với cái sự liên quan các pháp. Thật ra cũng nói về duyên, nhưng mà duyên hệ khác và duyên sinh khác. Cái đó là cái mà chúng ta rất cần để phân biệt. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài về vô minh duyên cho hành. Đây là một trong những điểm mà bắt buộc chúng ta phải học tới duyên hệ và với duyên sinh, thì chúng ta mới tìm thấy, chúng ta mới tìm lại cái ý nghĩa mà nó vốn ít khi được đề cập đến trước kia. Và bốn cái ý nghĩa này đó, thì được minh họa rất là nhiều qua kinh tạng. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì cái phần đầu mà chúng ta học đó, thì quý vị thấy rằng những cái tâm thiện, những cái tâm thiện thì nó cho cái tâm quả, và cái tâm bất thiện thì nó cho quả bất thiện. Tâm thiện nó cho quả thiện. Chứ ở trong phần đầu đó thì không có bao giờ mà chúng ta nói rằng tâm bất thiện nó lại tạo ra quả thiện, không có. Nhưng mà trong giáo lý duyên hệ đó, thì khi mà chúng ta học về vô minh duyên cho hành, thì hành đó gồm cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Khi mà chúng ta nói về phi phúc hành là chúng ta nói về những cái hành động ác xấu, nhưng mà vô minh vẫn duyên cho phúc hành và bất động hành. Về điểm này thì hồi nãy Hòa Thượng Từ Siêu có đưa ra một điều mà nếu mà có ai cắt cái câu đó ra, thì có lẽ là đem ra cho người khác nghe họ bất mãn kinh điển Bali, bất mãn Phật giáo Nam Tông và bất mãn cá nhân Hòa Thượng Từ Siêu nữa. Ví dụ như Hòa Thượng Từ Siêu có nói rằng những cái hành động thiện của chúng sanh đó là do vô minh. Vì hành động thiện sẽ cho vô minh được làm ác mà vô minh, chứ sao hành động thiện vô minh. Hay là vì A-la-hán á, có làm thiện cũng có phước gì hết. Không có phước gì. Thì chúng ta nghe cũng kỳ. Chúng sanh làm thiện cho vô minh là nghe cũng trái tay rồi. Mình nói là vì A-la-hán không có làm thiện gì hết, nghe cũng kỳ. Nhưng mà kỳ thật, điều đó nếu mà chúng ta nhìn vào cái lăng kính của duyên khởi á, thì chúng ta mới nhận thấy một điều này. Thưa quý vị, cái cuộc sống của chúng ta, dù là chúng ta sống tốt hay là chúng ta sống không tốt, thì đơn giản nó y cứ trên một cái nền tảng là chúng ta không biết rõ đường đi lối về, không biết rõ khổ và nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường để diệt khổ. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là cả hai người, một người làm biến nằm ra đó, người ta đến ta hỏi tại sao không đi làm, họ nói làm cực quá mà không ra tiền. Rồi một người đi làm đầu tắt mặt tối làm ra tiền, thì người đó xem có vẻ hơn người kia, nhưng mà kỳ thật cả hai người làm đầu tắt mặt tối và người làm biến nằm ở nhà đều có một cái nguyên nhân sâu xa là họ không biết cách để làm ra tiền một cách nhanh chóng, một cách giàu có, một cách thoải mái. Tại vì nếu họ biết thì họ đã không làm việc cực khổ. Và tại vì nếu họ đã biết thì họ đã không làm biến nằm đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là nếu có người nào đó mà họ biết cái cách làm ra tiền, chúng tôi lấy ví dụ như là cách đây 17 năm về trước thì một cái đồng Bitcoin đó nó có giá trị bằng $1. Thì bây giờ đó, nếu mà quý Phật tử và lúc đó quý vị biết cái trị giá của cái cryptocurrency như là Bitcoin về sau này đó, là quý vị bỏ ra 100 đồng mua 100 cái Bitcoin, thì thưa quý vị, bây giờ đó một cái Bitcoin có lúc trong thời đại dịch lên tới 60,000, bây giờ có khi nó xuống còn 30,000, cỡ lên 40,000. Nhưng mà chúng ta lấy trung bình đi, một đồng mà mình bỏ ra mà nó lên tới và mà nó lên tới và lên tới 40,000-50,000 chẳng hạn, thì quý vị cũng giàu rồi. Thì quý vị đâu cần phải đi làm gì đâu. Nhưng mà rõ ràng là vì chúng ta không biết, không ai biết được điều đó hết, nên chi ta cứ
cố gắng làm, và cố gắng làm đơn giản như vậy. Chúng ta cố gắng làm, đây là một điểm mà chúng ta nói rằng do không biết nên chi chúng ta chạy ngược chạy xuôi, rơi vào trong một cái câu thơ như đó là thuyền ai ngược gió ai xưa gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Dù ngược gió hay xưa gió thì ở trong bể khổ là tại vì thật ra chúng ta không có lối thoát, chúng ta chưa biết được một cái con đường đi thật sự của đời sống. Càng không biết á, thì chúng ta càng vùng vẫy, càng không biết á, thì chúng ta lại càng khổ sở. Người ta nói trong một số các sinh vật, cái thứ gì có những sinh vật rất là đặc biệt là nó không có bay thẳng lên mà nó chỉ bay ngang thôi. Thật ra như là một loài dơi á, người ta bỏ nó trong một cái keo mà ở trên đầu nó là lối thoát á, nhưng mà nó không có bay, cất cánh bay lên được, mà nó cứ nhảy từ bên này qua bên kia, rốt cuộc thì nó vẫn bị nhốt ở trong một cái bốn vách tường, mặc dù ở trên trống mà nó không chịu bay lên. Con người chúng ta thật sự trong đời sống nó có lối thoát, ở đời sống có lối thoát. Ít khi chúng ta đặt ra câu hỏi này, nhưng mà Đức Bồ Tát khi mà Ngài còn là một cái vị vua ở trong cung ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, Ngài có một cái nhìn của một vị Đại Bồ Tát, đó là nếu có cái bị sanh già đau chết chi phối thì nó phải có một cái con đường để thoát khỏi cái sanh già đau chết chi phối đó. Và Ngài tự khẳng định như vậy, và rồi Ngài đã rời hoàng cung ra đi. Thì thưa quý vị, bản thân của chúng ta đó, đôi khi ngay cả cái khổ mà chúng ta nhìn chưa thấu, chưa liễu tri, thì nói gì đến cái mà chúng ta gọi là thoát khổ. Cái khổ mình nhìn chưa hết mà. Dạ, làm sao mà chúng ta nhìn đến khi chúng ta tìm ra con đường thoát khổ được. Và chúng ta nên hiểu rằng chính cái không biết đó, nó là một cái lực rất lớn trong đời sống. Hằng ngày chúng ta thức dậy cho đến lúc chúng ta đi ngủ, luôn phấn đấu, luôn luôn lăn xăng mệt rồi nằm ngủ. Lúc mà có sức á, thì quậy lung tung, bơi nhảy lung tung, và lúc hết sức rồi thì nằm yên. Nhưng mà dù lúc chúng ta quậy, chúng ta vùng vẫy, hay lúc chúng ta nằm yên, cũng như là lúc chúng ta làm thiện hay làm điều bất thiện, nó đều dựa trên cơ sở là chúng ta không biết mình làm gì hết. Nếu chúng ta biết mình làm cái gì thì câu chuyện nó khác rồi. Như chúng tôi lấy ví dụ như là 20-30 năm trước, mà nếu quý vị ở Mỹ mà quý vị biết là cái stock của Apple hoặc của Amazon một ngày nào đó, hay của Tesla nó sẽ lên như vậy, thì quý vị mua cổ phiếu thì bây giờ là quý vị không cần làm gì hết. Nhưng mà không ai, chúng ta không ai biết chuyện đó. Ở thị trường cổ phiếu đó thì có lúc đó thì lúc nào cũng vậy, rất là nhiều người tin rằng đây là lúc tốt nhất để mua, cũng có rất nhiều người tin rằng đây là lúc tốt nhất để bán. Nhưng mà quả thật thì ta nói không ai biết chuyện ngày mai, nhưng mà chuyện hôm nay mình cũng không biết luôn, và kể cả chuyện quá khứ không biết luôn. Thì cái không biết đó nó trở nên một thứ bóng tối, nó trở nên một cái bí mật, và bí mật rất lớn. Chúng tôi nhớ là các nhà thiên văn và các nhà vật lý đó, họ nói rằng cái vũ trụ bao la này đó được cai trị bởi một thứ gọi là dark matter, tức là vật chất tối. Dạ, cái vật chất tối. Dĩ nhiên là ở trong khi mà về đêm mà trái đất không bị ánh sáng mặt trời nó chiếu, thì chúng ta nhìn lên một vùng trời mênh mông đó, thì chúng ta thấy những cái tinh tú sáng, nhưng mà những tinh tú sáng nó rất là ít so với cái bóng tối. Dạ, so với cái bóng tối. Và cái vật chất tối đó nó luôn chi phối nhiều. Thì tương tự như vậy trong cuộc sống của chúng ta đó, đời sống hàng ngày đó, mình nếu mà mình đủ hiểu biết, đủ cái sự khiêm tốn đó, thì mình nhận ra rằng đa phần những cái mà chúng ta lựa chọn, chúng ta quyết định, chúng ta làm điều này làm điều kia, nó đến từ cái không biết. Và đến từ không biết, nói cách khác là chúng ta đoán mò, hay là chúng ta thử thời vận. Và nhiều khi đó cũng là chuyện hên xui, phải đâu biết đâu, chỉ là chuyện hên xui, làm gọi làm cầu may. Nói vậy nhiều người rất qua mạng, không có đâu, làm gì có chuyện cầu may. Mình làm mình tính toán hẳn hồi, nhưng trong sự tính toán là thực sự nó cũng không ai chắc. Dạ, không ai biết chắc rõ, biết rõ hết. Và cái không biết đó nó là một cái lực rất lớn nha quý vị, lực ảnh hưởng rất lớn, mà nó chi phối khiến cho chúng ta phải phải phấn đấu, và phải
phải vùng vẫy, phải lăng xăng, phải tạo tác rất là nhiều. Thì cái lăng xăng tạo tác mà do cái tác động của cái không biết đó, Đạo Phật gọi là hành. Ở trong cái hành này nó gồm cả như Hòa Thượng Từ Sư giảng là phi phúc hành, phúc hành là bất động hành, về cả cái ác nghiệp, thiện nghiệp, và kể cả cái sự tu chứng giải thoát. Về ác nghiệp và thiện nghiệp á, thì chúng ta nói như vậy là có những người do cái sự không biết á, họ làm những việc rất là tội lỗi. Nhưng mà có những người do cái không biết á, thì họ cố gắng làm cái gì tốt đi. Để làm gì? Để họ tin rằng cái tốt đó sẽ giúp cho họ được tốt. Nhưng mà lại có những người tìm ra một cái phương thức. Cái phương thức đó là đi vào trong thế giới nội tại của nội tâm để phát triển định lực. Thì cái định lực là nó không hẳn cho chúng ta giải thoát như cái tuệ lực. Và cái định lực này đó, nó cũng nằm ở trong cái thế giới giống như con cá, nó quen với thủy tánh vậy thôi. Chứ nó không biết cái gì ngoài thủy tánh. Thật ra chúng ta không biết thì chúng ta vẫn tạo nghiệp. Và cái nghiệp này chồng lấn nghiệp kia, nghiệp này lại tác động nghiệp kia, đưa chúng ta đi đến một cuộc luân hồi dài. Mà có một lần trước khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch Niết Bàn đó, Ngài ngồi, Ngài nhìn chư tỳ kheo và nói này, chư tỳ kheo, chính do không hiểu cái sự thật về sự thật cao cả, ví dụ về sự thật thâm sâu về khổ, sự thật thâm sâu về nhân sanh khổ, sự thật thâm sâu về sự diệt khổ, sự thật thâm sâu về con đường đưa đến sự diệt khổ, mà Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp tới giờ. Lúc đó Đức Phật Ngài nhìn chư tỳ kheo á, thì thưa quý vị, theo trung kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì cái vị thấp nhất cũng là vị Tu Đà Hoàn, và đa số còn lại là những vị A-la-hán, như vị Anuruddha chẳng hạn. Thì đó là một thông điệp, và một thông điệp cho chúng ta thấy rằng cái khả năng mà liễu tri đó, nó giúp cho chúng ta không tiếp tục tạo tác. Còn cái không biết, không liễu tri, thì thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục bài, chúng ta lại tiếp tục vướng vấp, tiếp tục dính mắc, và tiếp tục lôi kéo với nhau vào trong cái sự hợp đẳng của cặp luân sinh tử, thành ra vô minh chương duy cho hành. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái thứ ba mà hồi nãy quý Phật tử cũng nghe Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng đó, đó là hành duyên cho thức. Trước nhất thì theo Phật Pháp á, cái sự tồn tại ở trong đời sống của chúng ta đó, nó qua hai phần. Một phần là vật chất, một phần là tâm thức. Vật chất thì chúng cái thân tứ đại của chúng ta. Thì cái thân tứ đại á, bình thường là cái mà nó khiến cho chúng ta dễ nhận diện, chúng ta dễ thấy. Nhưng mà thứ vì cái thân tứ đại đó, thật sự thì vật chất nó không có cái điều kiện tồn tại lâu. Một con người sanh ra dù đẹp đẽ, cao sang đến đâu, nhưng mà khi chết rồi thì cái thân nó sẽ mục rã, và ở trong lòng đất nếu đem đi chôn, còn nếu đem đi thiêu thì nó sẽ trở thành tro bụi. Nhưng mà rồi chính cái sự tồn tại của chúng ta nó ở có một phương diện khác, gọi là phương diện tâm thức. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ như vậy, là hồi chúng ta còn nhỏ ở một nơi nào đó đó, thì chúng ta đã từng sống, đã từng cảm nhận mắt thấy, điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, từng ăn những thức ăn như vậy, và từng có cái điều kiện sức khỏe như vậy. Bây giờ thì chúng ta mấy mươi năm sau đi qua một cái xứ sở khác, như từ Việt Nam qua bên Mỹ, sống trong hoàn cảnh khác, như là ngày xưa là một chú bé, bây giờ là người lớn, hay ngày xưa là một cô gái, bây giờ là một người đàn bà có gia đình, ngày xưa là một người cư sĩ, bây giờ người xuất gia, cuộc sống nó thay đổi. Thế nhưng có một thứ mà nó vẫn lưu lại, nó tồn tại, đó là tâm thức. Và trong tâm thức là có thọ tưởng hành thức. Quý vị thấy cái tưởng tri và cái biết của tưởng ấy, nó ghi lại quá khứ cho chúng ta và nó tác động trong hiện tại. Thật ra nếu mà chúng ta học kinh điển và chúng ta nghiệm cho kỹ, và nhất là chúng ta học thắng pháp á,
thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm thức nó có một cái điều kiện tồn tại rất là đặc biệt. Ở trong cái thế giới vật chất á, nó có những hiện tượng như là quantum, hay là những hộp, những cái hộp, những cái hạt mà gọi là proton đó, hoặc là những cái hạt nhỏ mà nó có thể đi xuyên qua trái đất, đi xuyên qua rất nhanh, và chúng ta không tưởng tượng được rằng có một thứ vật chất mà có thể đi xuyên qua trái đất được. Nhưng mà các nhà vật lý học đã cho chúng ta biết rằng cái sự kiện nó có thể xảy ra. Thì Đức Phật khi Ngài nói dạy về tâm thức thức á, thì Ngài nói rằng tâm thức, cái tâm là đi xa vời, vô độc, vô hình, ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy chữ thần không bắt được. Dạ, cái sự tồn tại của tâm thức rất là quan trọng. Thì sự tồn tại của tâm thức đó, nó qua nhiều cái dạng thể, nhưng mà một cái dạng thể mà chúng ta rõ nhất đó là cái thức tái sanh. Dạ, thức tái sanh mà trong Thắng Pháp thường gọi là tâm quả, gọi là tâm quả, hay là chúng ta gọi là tâm, gọi là thức quẩn quả. Dạ, thức quẩn thì có cái thức quẩn nhân, nhanh nhân có thức quẩn quả, thức quẩn vô ký. Nói về điểm này thì chúng tôi nhớ rằng có Phật tử hỏi chúng tôi là sao mà Hòa Thượng Kim Triều á, có khi mà Ngài nói rằng cầu, Ngài nói là cầu nguyện làm như thức quẩn của ai đó được sanh về giàn cảnh á, thì thưa quý vị, thật ra thì đó là một cách nói, và cách nói dĩ nhiên là chúng ta bình thường chúng ta nói như vậy, nhưng mà nói theo Thắng Pháp thì cái dẫn chúng ta đi tái sanh là cái thức quẩn quả. Và thức quẩn quả thì khi mà nói là vô minh duyên cho hành, hồi nãy chúng ta nói bây giờ hành duyên cho thức á, thì cái thức này đó là những tâm quả, thí dụ như tâm quan sát, quan sát thọ xả, quan sát thọ xả thiện sanh làm người khổ, quan sát quả thiện, quan sát thọ hỷ sanh làm người lạc, rồi những cái tâm đại quả nhị nhân, đại quả ly trí sanh làm người nhị nhân, đại quả hợp trí sanh làm người tam nhân, hay là tâm quả sắc giới, tâm quả sắc giới cho chúng ta đi tái sanh. Thì cái tâm thức theo trong Phật pháp đó, nó lại là một cái sự thành tựu, hay là khởi sanh, một cái quả dị thục của cái mà chúng ta gọi là hành, hay là nghiệp, hay là sự tạo tác trong đời sống. Và nói về sự tạo tác này đó thì chúng ta nên nhớ rằng nó không giống như là cái tạo tác ở bên ngoài người ta nói. Khi quý Phật tử bên ngoài nói tạo tác là quý vị phải nghĩ đến cái chuyện mà đi bố thí, trì giới, hay sát sanh, trộm cắp, hay là phải làm hành động này, hành động khác. Nhưng mà cái tâm mà nó tạo quả trong Thắng Pháp á, thì có đôi khi nó đơn thuần chỉ là một dòng tâm thức sanh khởi thôi. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái người sắp chết mà tâm họ hối hận, người sắp chết là tâm họ dính mắc, hay là người sắp chết họ tâm họ nó có một cái điều khó chịu, khó suy nghĩ đó, thì nó vẫn có thể tạo ra tâm quả đi tái sanh. Như vậy chúng ta không có đơn thuần khi mà nói rằng hành duyên cho thức á, chỉ có là một cái việc mà mình tạo cho nó thành phẩm, nó rõ ràng, nó đã đầy đủ một hành động, mà đôi khi nó chỉ là những cái ý tưởng ở trong lòng. Ví dụ như là mình cảm thấy hoan hỷ với phước báo người khác, hay là cảm thấy phát lòng trịnh tính đối với hào quang của Đức Phật, hoặc giả là ở trong lúc gần chết mình nghe cả âm thanh giống như năm trong con dơi, mà nó ở trong hành động mà nghe chỉ đang tụng kinh riết, và mỗi lần chỉ đang tụng kinh đó, thì nó cảm nhận có một cái gì đó rất là huyền nhiệm trong đời sống rất đẹp, thì nó cũng an lạc, điều đó nó cũng sanh thiên được. Thì nó tóm lại là cái gọi là hành duyên thức, cái hành đó nó không đơn thuần là một cái hành động, mà chúng ta nói rằng theo Thắng Pháp thì hệ tâm sanh khởi, và tâm sanh khởi, tâm thiện hay là bất thiện sanh khởi, thì tâm thiện bất thiện đó nó lại sanh ra cái quả. Cũng nói thêm điều này nữa là nếu chúng ta học Phật pháp và chúng ta tin vào Phật pháp đó,
thì và chúng ta hiểu Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ không muốn đi vào trong giấc ngủ với cái tâm hận thù và với tâm hận thù. Về điều này thì chúng ta phải nhớ, và chúng tôi nhân dịp này cũng nhắc quý Phật tử, quý Phật tử cho phép tôi nhắc, tại vì chúng tôi xem quý vị như là những người Phật tử rất là thân đã học Phật đó. Là thí dụ như hiện nay cái cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine xảy ra, thì cả thế giới đều biết được một điều rằng cái cuộc chiến đó là khởi sự do người Nga, nó đích xác là do Putin, và cuộc xâm đó là một cuộc xâm lăng đối với Ukraine, và người Ukraine đang bị cái khổ nạn của chiến tranh. Nhưng mà đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử, là chúng ta nên rải tâm từ, tâm bi đến cho muôn loài chúng sanh. Và nếu quý Phật tử nghĩ đến những người Ukraine, hãy khởi tâm bi bẩn và cầu nguyện những người khổ sẽ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Chúng ta có quyền, chúng ta nên đem cái lòng bi bẩn nghĩ đến những người Ukraine. Tuy nhiên, có một thứ mà người Phật tử nên tránh, đó là cái tâm hận thù. Dạ, đó là tâm hận thù. Thí dụ bây giờ, chúng tôi không nói là một vị nào đó mà thù ghét người Nga, thù ghét Putin là sai theo cái lẽ đời, thì nó không sai, tại vì đó là một người khởi sự chiến, là người khởi sự chiến tranh. Nhưng mà sẽ giúp chúng tôi nhắc điểm này là chúng ta thường nhìn cái cục diện của thế giới ở trong hai cái thái độ thương và ghét. Cái mình thương mà bằng tâm từ tâm bi á, chuyện đó tốt, không có sao hết. Nhưng mà cái mà ghét dẫn đến sự nguyền rủa, dẫn đến cái tâm mà chúng ta hơi nặng nề đó, thì nó có một điểm mà như vậy theo trong Phật pháp thì không có nên. Và thưa quý vị, thật ra chúng ta đâu có biết là mình sống giờ nào chết giờ nào đâu. Cái này nói không phải là trù, nhưng mà thực sự nó là như vậy. Chúng tôi có ở chùa có một Phật tử mới 50 tuổi thôi làm bác sĩ, mà về trên cái treadmill, chạy bộ trên cái treadmill, lên treadmill đang nói chuyện về ngã gục xuống chết thôi. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, và chúng ta không ai muốn rằng mình rời bỏ cuộc đời này khi mà giây phút cuối cùng mà mang cái tâm gọi là tâm hận thù hay là những cái tâm cay đắng. Thành ra nếu mình thương mình thì mình hãy tha thứ cho cuộc đời. Nếu mình thương mình hãy buông bỏ những cái ác niệm, buông bỏ những cái quyến niệm, buông bỏ những cái tạp niệm, buông bỏ những cái sân niệm, những cái tâm thù hận oán ghét đó, nó sẽ nó mình không làm gì hết. Ví dụ bây giờ mình ghét người Nga, ghét ông Putin, thì mình chẳng làm gì hết, mình đâu lấy súng rồi đi bắn, mình không làm gì hết. Nhưng mà mình có thể là nếu mình ra đi lúc đó, mình sẽ sanh súng. Dạ, sanh súng. Cái này không phải là cái chuyện mà chúng ta nói tới cách tuyên truyền, nhưng mà theo trong kinh đó, thì có nhiều vị rời bỏ cuộc đời này giống như một vị vua mà giờ chót muốn làm phước, mà quần thần họ thấy tốn tiền quá, họ muốn làm phước, vị này nổi sân lên, vị này cũng sanh xuống. Hay là một vị tỳ kheo mà trong giờ chót nhớ rằng mình có phạm một điều giới đó, sanh tâm hối hận, dù cái giới rất là nhỏ nhưng mà cũng sanh xuống. Nên người có chánh niệm, có sự tu tập đó, thì thà là để cái tâm tư mình nghĩ những điều tích cực, thà là mình dành thì giờ nghĩ những điều tốt, hơn là để cái tâm mình nghĩ những điều những cái điều mà nó dẫn mình đi xuống. Tại chúng ta biết rõ là hành nó duyên cho thức, và hành duyên thức, và cái hành ở đây chúng ta nhắc lại là không phải là mình làm cái này kia mới là hành. Ở trong Thắng Pháp nêu rất rõ là một cái diễn trình tâm sanh lên đó, thì trong 7 cái tâm gọi là tâm xử lý hay tâm động lực, tâm động tốc của vị thường nghe đó, thì trong 7 sắc nó đủ tạo 3 thứ nghiệp, là hiện báo nghiệp là sắc na đầu tiên, sanh báo nghiệp là sắc na cuối cùng, và hậu báo nghiệp là năm sắc na giữa. Và nếu lúc đó cái ý nghĩ nó quá mạnh thì nó cũng gây ra cái phiền, bởi vì một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng của cuộc sống chúng ta, đó là làm sao biết những giá trị gì cao quý,
và cắt bỏ đi những điều không cần thiết. Ví dụ như là khi chúng ta đối diện cái chết đến bất cứ lúc nào, và đối diện cái chết mình nhớ đến tài sản, mình nhớ đến chuyện quan cái, mình nhớ đến chuyện này chuyện kia, thì chúng ta sẽ ra đi với cái đó. Nên về cái hành vi cho thức ấy, là cái mà chúng ta nên đặc biệt để ý, và đặc biệt để ý. Mình là người Phật tử, mình tập bỏ những gì không cần thiết. Chúng tôi không nói rằng mình trở thành một con người mà hoàn toàn không có năng nổ, không tích cực. Nhưng mà con người mình đôi khi, thưa quý vị, vì cái lý tưởng, vì cái chánh kiến, vì cái quan niệm này, quan niệm kia. Ngay cả bây giờ quý vị thấy đôi lúc mà người cùng đạo nhưng mà tu khác pháp môn cũng thù ghét với nhau rồi. Yeah. Người này tới tu cái này tốt, người kia không tu tốt, mình cũng giận người ta được. Người trong một quốc gia mà kẻ theo đảng Dân Chủ, kẻ theo đảng Cộng Hòa cũng thù ghét với nhau được. Ở trên thế giới này có nhiều khi mình dễ ghét, mình giận cũng đáng. Và nếu giả sử như tối nay chúng ta bệnh chung qua đời và chúng ta ra đi với cái tâm nặng nề như vậy thì thật là đáng buồn. Tại vì trong đời sống mình làm nhiều chuyện tốt quá. Trong đời sống mình đã từng lại Phật, mình đã từng nghe pháp, mình đã từng tiếp xúc với chư tăng. Thành ra trong đời sống mình đó, một trong những cái tâm mà rất là quan trọng là chánh niệm. Và chánh niệm đó khiến cho chúng ta ý thức được rằng bữa nay cái chuyện này làm cho mình phiền não, bỏ đi. Giờ nhớ cái chuyện là gọi là hành duyên cho thức. Cái đó là cái mà chúng ta cần chú tâm. Và điều sau cùng chúng tôi muốn đề cập đến quý vị ngày hôm nay đó là có một điểm mà rất là xuất sắc. Rất là xuất sắc. Chúng ta ít khi tìm được ở những nơi khác. Đó là khi mình học về duyên sinh thì ở trong đó nó có cái duyên hệ. Và tức là nói là vô minh, duyên cho hành, hành duyên cho thức. Thì nó duyên bằng cách nào? Và nó duyên bằng cách nào? Và quý vị sẽ thấy một số những cái duyên mà trong đời sống hàng ngày chúng ta không nói. Ví dụ như là mình nói là thường nghiệp là cái gì mà mình lặp đi lặp lại mà duyên hệ chúng ta gọi là trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên là cái gì lặp đi lặp lại. Hay là chúng ta nói thường cận y duyên là cái gì mà chúng ta gần quá. Thường cận là chúng ta gần quá, cái gần nó cũng ảnh hưởng chúng ta. Nói chung á là trong giáo lý mà duyên sinh duyên khởi, mà trong thắng pháp á, một cái điểm mà rất là xuất sắc mà chúng ta nói ở tại đây đó là ở trong có giảng qua cái lăng kính, qua cái giải thích liên quan đến duyên hệ và duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên sắc. Ở đây chúng tôi không có đào sâu thêm, tại vì một là không có thời giờ, và thứ hai nữa đó là một lúc nào đó thì chúng ta có dịp đi trở lại điều này một cái chi tiết thì quý vị sẽ thấy rằng rất là lợi lạc để chúng ta thấy tại sao cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục dập, mà mỗi cái này duyên cái kia mà nó trợ bằng thế nào. Thì điều đó là điều mà chúng ta sẽ học. Vì như Hòa Thượng Tuệ Siêu có đề cập khi nãy đó là từ ngày hôm nay và sau ngày hôm nay trở đi đó, thì cái lớp thắng pháp của Hòa Thượng Tuệ Siêu mỗi một tuần đó, thì chỉ dạy có một ngày thay vì hai ngày. Và lớp thắng pháp tấn yếu này đó, trong thời gian trước đây đó, thì chúng ta giảng ngày thứ năm và ngày chủ nhật. Hòa Thượng Tuệ Siêu bây giờ đó thì Hòa Thượng sẽ giảng một ngày thắng pháp vào ngày chủ nhật, và một ngày dạy Phạn ngữ, học Phạn ngữ qua kinh Pháp Cú. Mà chúng tôi có giới thiệu quý vị rằng bắt đầu thứ sáu tuần này thì sẽ khởi khai giảng, và chúng tôi hoàn toàn tin rằng chắc lúc Hòa Thượng giảng, lúc sức khỏe Hòa Thượng đã bình phục hẳn rồi. Và nếu Hòa Thượng chưa bình phục, Hòa Thượng cũng sẽ giảng rất tốt, tại vì đó là cái môn Hòa Thượng rất là hoan hỷ. Thì Hòa Thượng sẽ giảng hai ngày. Chúng tôi đó thì vẫn giảng một ngày, vẫn giảng hai ngày, nhưng mà chỉ có một ngày lớp Phật pháp cơ bản, và ngày kia đó thì chúng tôi sẽ giảng là môn Phật thắng pháp phổ thông.
Thế giới chúng tôi gọi thắng pháp phổ thông là chúng tôi muốn dùng những cái khái niệm rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày để trình bày thắng pháp, hơn là chúng ta đặt quá nặng về vấn đề chuyên sâu, hay là nó có tính cách là hơi khó hiểu cho quý Phật tử. Do vậy chúng tôi sẽ giảng hai môn, đó là môn Phật học cơ bản và thắng pháp phổ thông. Còn Hòa Thượng Tuệ Siêu thì giảng hai môn, đó là tóc yếu thắng pháp và học Bali qua kinh Pháp Cú. Đó là cái lịch trình giảng trong thời gian tới. Nếu quý Phật tử mà có gặp những người khác cũng nhắc như là lúc này đổi giờ, do vậy chúng ta sẽ trở về lại giờ của mùa hè, nghĩa là ở tại Houston giảng trễ hơn nửa giờ, thay vì 7:30 sẽ giảng 8:00, và ở Việt Nam giảng sớm hơn nửa giờ, tức là thay vì 8:30 sẽ 8:00. Dường như là cái giờ mùa hè đó quý Phật tử thoải mái hơn là giờ mùa đông. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng chia sẻ với nhiều Phật tử là chúng tôi mong một ngày nào đó Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua một đạo luật là bỏ đi cái vụ mà đổi giờ phiền phức, để chúng ta quanh năm khỏi phải thông báo tới thông báo lui như ngày hôm nay. Chứ vì ở trong đời chúng tôi sống ở Mỹ có nhiều chuyện người ta thay đổi lắm. Ví dụ như là hồi chúng tôi mới qua Mỹ thì nuôi con nít thì bắt nó nằm sấp, bây giờ họ nói nằm sấp thì dễ bị ngộp, họ cho nằm ngửa. Thì người ta cũng nói rằng hồi trước họ nghĩ rằng đổi giờ là tốt, nhưng mai mốt có thể là không cần đổi giờ nữa. Thì đời sống mình cứ cười thôi, nhập gia tùy tục, và mong rằng tất cả chúng ta sẽ tùy duyên. Cũng như hôm nay thật sự rất là vui mừng là Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dành thời giờ trở lại để sinh hoạt, để giảng, mặc dù Hòa Thượng vẫn còn bệnh. Và nó cũng là cái kỷ niệm trong cuộc đời của chúng tôi là trong mùa đại dịch này, một vị giảng sư ở trong room bị COVID nhưng mà vẫn giảng bài, và qua sự giảng bài cũng tốt chứ không phải là không tốt, mặc dù trong người chưa có khỏe. Thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Hòa Thượng có nhiều cái thể lực được sung mãn, có nhiều sự đề kháng cũng như là tinh thần được sung mãn, để Hòa Thượng vừa dưỡng bệnh mà vừa sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp của Thầy Thamma. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Đức đã vào Rung để sinh hoạt, và thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giang. Sư tu thành thầy, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Chiêu Đẳng. Sư tu thành thầy, con mới tâm bên nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn càng an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa thư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Yang kim chi ku sa la ka mang ka pa pang gi re ya ma mang ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ta ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu ya pa mang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su li tang ye nang bu ya pa mang Ajana, Nanaja, Nanti, Deva, Gantua, Ime, Kajum, Sabe, Lokam, Iye.